Chào mừng các em đến kênh Huyền Liêm. Trong bài giảng hôm nay thì xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sách chương trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng thì đến với các em khách giới thiệu, các em sẽ bấm thích và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 60 sử dụng máy tính cầm tay cho 17-18. Giờ trước hết mình sẽ đến phần giới thiệu máy tính cầm tay. Em ghi nhớ các nút tắt máy, như mình sẽ có nút đây này. Nút off là tắt máy này, nút on là mở máy, và nút on này on C, C có nghĩa là xóa hết dữ liệu. Như vậy đúng này sẽ có hai chức năng, vừa xóa hết dữ liệu vừa mở máy luôn. Đúng này, còn này tắt máy. Các dấu phép tính gồm có cộng, trừ, nhân, chia và dấu bằng. Đúng này, ở đây có dấu phần trăm. Thể hiện kết quả phép tính là dấu bằng. Tính phần trăm thì các em có dấu phần trăm chỗ này. Đúng này. Giờ phần câu B, thực hiện các phép tính bằng máy tính cầm tay, các em sẽ nhấn nút mở máy tính cầm tay sẽ là nút on. Thực hiện các phép tính nhấn vào cái nút theo hướng dẫn. 53 chia 2, các em bấm 53, bấm chia 2, bấm dấu bằng thì sẽ ra kết quả. Đúng. Lúc này trên màn hình hiển thị là 26,5. Đúng này. Ví dụ 2 tính tỷ số phần trăm của 5 và 40 thì các em nhấn lần lượt phím 5 chia 40, bấm dấu phần trăm, bấm dấu bằng. Đúng này. Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị là 12,5. 12,5 nhưng mà các em hiểu phải là 12,5. Ở đây có bấm phần trăm thì các em hiểu là 12,5% nha. Như chỗ này sẽ là 12,5%. Giờ tiếp theo ví dụ 3, 25% của 36 thì kem nhắn là 36 nhân 25% bấm dưới bàn. Giờ trên màn hình hiển thị kết quả số 9, có nghĩa kết quả sẽ là 9 nha. Như kem nhấn là phần trăm của một số sẽ ra số. Còn tính tỷ số phần trăm của hai số thì kết quả sẽ là phần trăm. Đúng này. Giờ kem ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ làm phần bài tập mình sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện cái bài tập này nha. Câu thực hành số 1, thực hiện các phép tính này, các em sử dụng máy tính cầm tay, các em tính nha. Các em bấm là 28459 cộng 30953, bấm dấu bằng. Thì kết quả trên màn hình sẽ là 59412. Được nè. Câu B thì các em bấm là 48321, bấm dấu trừ, 9470 bằng. Thì lúc này trên màn hình hiển thị là 38.851. Thì các em viết số đó như không. Đúng không? Giờ câu C làm tương tự, các em bấm là 27452 nhân 67 bằng. Thì trên màn hình sẽ hiển thị là 1.839.284 không. Câu D các em sẽ bấm tương tự là 68698 chia 28 bằng. Kết quả trên màn hình sẽ là 2453. Phẩy năm. Đúng này. Giờ như mình xong câu thực hành số 1, mình sẽ làm câu thực hành số 2 luôn. Giờ câu A mình sẽ tìm tỷ số phần trăm có 18 và 80, các em bấm máy tính là 18 chia 80, bấm dấu phần trăm, bấm dấu bằng. Thì lúc này màn hình sẽ hiển thị là 22,5 thì các em hiểu là 22,5. Và các em thêm dấu phần trăm phía sau nha. Như kết quả là 2,5%. Giờ tìm 45% của 60, các em lấy 60 nhân cho 45%, bấm dấu bằng. Kết quả là 27. Đúng không? Kết quả trên màn hình hiển thị 27, các em viết số 27 như vậy. Giờ như là mình xong câu thực hành số 1 hoặc câu thực hành số 2, các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 1, tính giá trị kỳ biểu khớp. Thì các em bấm máy tính thôi, các em bấm là 247 nhân 36 trừ 285, bấm dưới bàn. Thì nó sẽ ra kết quả luôn. Đúng không? Kết quả trên màn hình là 8737. Câu B các em bấm là 24568 chia 38 cộng 1347, bấm dưới bàn. Kết quả là 2021. Đúng không? Tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 2. Câu liền tập số 2, viết số hết và vào chữ chấm.
Như giờ ở đây là phép nhân. Hừa số nhân hừa số bằng tích, muốn tìm hừa số kem lấy tích chia hừa số kia, có nghĩa là kem bấm máy tính là 31647 chia 423. Thì kết quả ở trên màn hình hiển thị là 753,5. Như kem viết vô là 753,5. Đúng không? Giờ câu B đây là phép cộng. Số hàng cộng số hàng bằng tổng, muốn tìm một số hàng kem lấy tổng trừ số hàng kia. Như kem bấm máy tính là 78405 trừ 1518 bấm dấu bàn. Thì kết quả sẽ là 76 76887 đúng không? Có nghĩa 76887. Giờ tiếp theo là câu C. Giờ như vậy là đây là phép chia, số bị chia số chia bằng không, muốn tìm số bị chia các em lấy số này nhân số này không. Như các em bấm máy tính sẽ là 7593 nhân 18 bấm với bạn. Thì kết quả trên màn hình sẽ là 136.674, các em đều chưa không. Đúng này. Giờ đây là phép trừ, số bị trừ trừ số trừ bằng hiệu, muốn tìm số trừ các em lấy số bị trừ trừ cho hiệu. Như các em bấm máy tính là 27140 trừ 6578 bấm với bạn thì kết quả là 20.562. Đúng này. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 1 và số 2. Các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 3 đúng thì các em ghi chữ D, sai thì các em ghi chữ S. Năm 2022 thì tỉnh Hưng Yên có 5.000 hecta trồng nhãn, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 4.800 hecta. Diện tích trồng nhãn đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp là 1.300 hecta. Câu A là tỉnh Hưng Yên có 96% diện tích trồng nhãn thu hoạch, đúng hay sai? Như vậy các em sẽ bấm máy tính như sau. Thầy sẽ hướng dẫn các em bấm máy tính nhé. Như vậy các em, như vậy là diện tích trồng nhãn được thu hoạch, như vậy là tỉnh Hưng Yên trồng 5.000 hecta nhãn thì thu hoạch 4.800, các em lấy bút các em bấm 4.800 chia cho 5.000. Giờ các em bấm dấu phần trăm, bấm dấu bằng. Lúc này trên màn hình hiển thị cái gì các em bấm thử nhé. 4.800 chia cho 5.000 phần trăm, bấm vô bạn thì kết quả trên màn hình hiển 96 thì kem hiểu là 96% đúng nè. Như vậy ở đây người ta nói là tỉnh Hưng Yên có 96% diện tích trồng nhãn cho thu hoạch là câu đúng, nó sẽ chưa đạt đúng nè. Tiếp theo là câu B, diện tích trồng nhãn được chứng nhận đạt Việt Gáp chiếm 25%, kem sẽ bấm máy tính như sau. Như vậy là trong diện tích trồng nhãn đạt chứng nhận trên tổng diện tích trồng nhãn. Như ở đây mình thấy là tổng diện tích trồng nhãn là 5.000, đạt chứng nhận Việt Gáp sẽ là 1.300, các em bấm là 1.300 chia cho 5.000, bấm dấu phần trăm, bấm dấu bằng, các em bấm thử xem màn hình hiển thị gì nha. 1.300 chia 5.000 phần trăm, bấm dấu bằng, trên màn hình hiển thị 26 thì các em hiểu là 26%. Ở đây người ta để là 23% là sai rồi. Chỗ này các em biết chuyện đúng không? Giờ như là mình xong câu luyện tập số 3. Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp bằng bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần khám phá. Ta có thể sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện phép tính số vật phân. Giờ như là ví dụ mình sẽ tính 5,859 chia 9,3. Thì trên máy tính cầm tay các em bấm sử dụng dấu chấm hay cho dấu phẩy nha. Kem bấm là 5.859 chia 9.3 bằng. Giờ lúc này chờ kem quan sát màn hình xem hiển thị một số bao nhiêu nhé. 5.859 chia 9.3 bằng. Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị là 0.63, có nghĩa kết quả là 0.63 đúng không? Trên máy tính ở trong máy tính sử dụng dấu chấm, kem hiểu là dấu phẩy. Giờ như vậy là mình xong phần khám phá.
Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khách giảng giờ hiểu, em khách chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh Hải Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hải Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.